Bên bên bãi mình đó các bạn, mấy cái turbo này nhiều lắm nè, turbo nha, turbo 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 nha. Thì M24 nè, E, R, turbo. Thì cái này thì là mình sẽ lựa cho khách nha. Bây giờ mình quay luôn nha. Khách nào lấy được lấy về, đừng có nói mình là nó ấy nha. Nè cái này nó hơi hơi rơ một chút mà, nhưng mà quay rất là êm. Hơi hơi rơ một chút, quay rất là êm. Nè nó tháo nguyên cụm vậy luôn. Đó, khách nào có lấy luôn cái cụm này thì lấy, cổ gió. Đa phần họ tháo kiểu này nha các bạn. Đó tháo vậy đó. Tháo nguyên cụm cắt ngang vậy đó. Turbo. Nè cái này cũng hơi hơi nè. Nhưng mà cơ bản quay còn cực kỳ êm luôn, các bạn nhìn nè. Cỡ này vẫn xài bình thường nhé. M24 ER.42. Đó, cái này là chắc cái sai. Nên này khách nào lấy thì mình lấy giùm nha. Lấy nguyên cụm cũng được, hay lấy luôn cái cổ này cũng được. Đó, nó vậy đó. Hai lụm nguyên cụm cho về gì dễ chế. Mình thấy nhiều lắm luôn. Ok. Mình đang nghiên cứu lụm cái này các bạn. Về chế cái máy cắt cỏ tự động. Chạy bằng cái máy gì nè, mình thấy trên mạng cái có mấy cái máy tự động nó cắt cỏ 50 triệu đó, mà thấy cái lưỡi không, cặp lưỡi cắt đó, nó chạy nha, cắt tự động. Cái này biết kéo e kéo gì không nha, nhưng mà nhìn còn mới chát luôn. Không biết. Khách tao lấy cái cụm này thì mình lấy giùm nha. Ok. Đây còn rất là nhiều đồ họ chuẩn bị rã các bạn. Chiếc xe này là nâng thủy lực nha, xe này nâng thủy lực. Cái máy gì à, hiện tại đang có hai cái cầu rất là đẹp. Để lâu rồi có mấy ông khách cứ dặn các bạn, mình bán rồi cứ dặn cái cầu xanh xanh đó, các bạn nhớ không, của Nhật á. Đây hai cái cầu mới về, đây là một cái nha, ở giữa là cái V-side, đây là cái bẻ lái nè, nè bẻ lái qua lại nha. Đó, thông thường những cái này thì nó chạy còn rất ok. Bạn xem, ui nhà heo luôn các bạn. Bạn xem visa hai bên nó quay nè. Đó, nó quay nha. Đó, còn bên này thì nó chịu vô cái chỗ này rồi, nhưng mà cái bên kia nó vẫn quay nha. Nó trên đây, bên đây nó không nhúc nhích nè, nhưng bên kia nó vẫn quay, chứng tỏ cái visa này ok các bạn. Có luôn cái này thì các bạn dễ chế lắm nha. Ở nhà mình cũng đang có cái thước lái á, gắn thước lái vô. Ủa, nguyên cabin nữa các bạn. Ủa, hai cabin luôn. Này để hỏi sang đồ rồi các bạn, sang về chế cho mấy nhóc chơi. Đó, sang hai cần hai bên với hai cái này là được, với cái ghế. Ủa, để hỏi vô tháo đồ luôn. Mình thì khoái sẵn sàng ở đây chơi các bạn. Nè, tháo về làm cái chiếc xe cẩu ở nhà cho mấy nhóc nó chạy nó chơi. Bạn nhìn nè, còn nguyên nha. Một cái ghế nè. Mình lấy hai cái bệ hai bên thôi. Hai cần gạt bốn hướng à. Với hai cái tới lui nè. Hai cái này còn ngon nha, chắc lụm về luôn quá ha. Nè các bạn thấy không, bẻ lái đi sai còn ngon nha, đi sai còn em ru à.
bên đây có một cặp nữa nha các bạn. Ủa, dậu trơn quá nè. Ở đây một cặp visa này thì giống cái giống trái nãy mình mới ấy nè. Còn cái lớn này thì các bạn về chế xe, cái này chế xe thì thôi khổ bàn ha. Cái này nó rã trong máy Nhật ra các bạn, máy cài, máy kéo, máy cuốc gì. Để mình thử cái hãng visa này coi à, nhưng mà chắc là ngon, còn ngon tại vì đồ của Nhật các bạn, rã ra nó hư cái gì không à. Cái máy cụm này không có hư. Ui, nặng dữ. Bởi vậy mình mới làm cái cẩu, không có cẩu là thua các bạn. Ô visa còn ngon nha à, còn quay còn chạy nha, còn cái chân này nè. Này xe công nông, chế xe công nông, chế xe gì nha. Ở đây thì mình bán giá tốt, giá cần ký. Ở đây một motor vô đây nè, nó sẽ đẩy qua cái bì sai à. Cái đây là cốt vô motor nè, đây qua ra cái bì sai. Cái này gắn con sẹt vô 5 ngựa chạy phê. Để coi hỏi giá tốt, mình cân một số visa về. Quá nắng, mấy cái đầu bơm nhớt quá trời các bạn. Nè, đầu khí nén nè à, có mấy đầu này còn ok không. Ồ, hơi cục quá dữ luôn á ha, hơi kín mít luôn các bạn. Hơi kín mít nha. Nè, mình đang tìm mấy cái cần này các bạn. Này cụm gì? Cụm nè. Nè, tìm về mình chế đồ. Cần gãi nè. Quá nắng. Ba lăng tải. Trời nắng quá, mấy không ai ra đây hết á, có mình nè. Quá nắng. Ồ, đây bốn bầu thủy lực gì các bạn. Quá dữ luôn. Bốn cái bầu hơi trợ lực á, biết còn xài được không. Ồ, cái motor nó kéo cái gì, cái này giống một cái 12V, kéo gì ta, nó kéo cái bộ rung hay sao, bộ đầm rung nè. Mình đang kiếm cái này các bạn. Giờ chế độ ở đây quá trời luôn. Ủa, một bộ thủy lực các bạn ơi. Ủa, cái này ngon nha. Ê, cái này gì ta, bồn chứa thủy lực. Này chỉ bồn chứa các bạn, bồn điều, bồn áp. Ơ, quá nhiều đồ. Mấy cái cục này các bạn làm gì không các bạn? Lysina gì nè. Cái này không nhầm thì chắc là van điều áp. Tức là áp nó vào trong đây nha. Thì đây là bộ điều khiển nó đi ra nha. Quá trời đồ. Ủa, đây có cái cụm gì nữa. Mấy cái bơm dầu khủng này mình thấy rất là nhiều các bạn.
quá anh em. Quá trời đồ luôn nè. Mấy cái ban điều áp à. Cần gạt các kiểu. Quá trời. Đó một cái dầm hay gì các bạn. Ok, nhiều quay thêm nha.